Tiếp nối thời sự tối nay, mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, ASEAN sẽ bận rộn với hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan ở Jakarta để giải quyết các thách thức bao gồm cuộc khủng hoảng Myanmar và căng thẳng về bản đồ quốc gia mới của Trung Quốc. Hôm nay, lãnh đạo các nước đã đặt chân đến Indonesia. Đáng chú ý có Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo tờ Khmer Times, Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu phái đoàn gồm 7 phó thủ tướng cùng các quan chức chính phủ, chủ chốt và các nhân vật kinh doanh hàng đầu qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện. Đây là lần đầu tiên ông Hun Manet chính thức xuất hiện trên trường quốc tế với đầy đủ tư cách là tân thủ tướng Campuchia. Ông Manet là người tham dự trẻ tuổi nhất trong số các lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN. Trong thời gian ở Indonesia, Thủ tướng Hun Manet sẽ có các cuộc gặp chính thức và không chính thức với 17 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, cũng như lãnh đạo cấp cao của các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Úc và New Zealand. Bộ ngoại giao Indonesia cho biết, tổng thống Joko Widodo dự kiến sẽ chủ trì 12 hội nghị cấp cao bao gồm phiên họp toàn thể và bế mạc của hội nghị cấp cao ASEAN, cấp cao Đông Á và cấp cao ASEAN cộng 3, cũng như 13 cuộc họp song phương. Indonesia đang thúc đẩy các nỗ lực để nhanh quá trình ra quyết định trong khối, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng về cơ bản các quyết định trong asean đều dựa trên sự tham vấn và đồng thuận ngoại trưởng retno masudi cho biết trong cuộc họp báo sáng nay trong tương lai asean sẽ đối mặt với nhiều tình huống khẩn cấp của thế giới ngày càng lớn đòi hỏi phải có những quyết định nhanh chóng đây là điều cần thiết tốt hơn hết là asean nên chuẩn bị để duy trì vai trò trung tâm của mình Các nhà lãnh đạo châu Á gặp nhau trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở khu vực đang bước vào một giai đoạn phức tạp mới trước sự quyết đoán của Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này những tháng gần đây đã phun vòi rồng chiếu tia laser vào các thuyền viên Philippines ngoài biển Đông. Phóng viên Bill Billes của đài truyền hình Úc ABC News vừa thực hiện một phóng sự đặc biệt sau. Cuộc tập trận chung Alon giữa Úc và Philippines có sự hỗ trợ của Mỹ diễn ra cuối tháng 8 với kịch bản kẻ thù giả định xâm chiếm Philippines đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước ông richard Matlack, bộ trưởng quốc phòng úc nói úc và philippines chưa bao giờ liên kết chiến lược như hiện nay những gì chúng tôi đang cố gắng làm là xây dựng mối quan hệ ở mức độ phòng thủ lý giải cho những động thái quân sự này nằm ở các cộng đồng như cộng đồng này nằm ở mũi phía nam đảo palawan ngư dân đang chuẩn bị ra khơi thuyền trưởng sandy abi chuẩn bị đầy dầu diesel để tiếp tế cho đảo Basasa, nơi sinh sống của quân đội và cư dân Philippines. Việc đến Bad Asa khá đáng sợ. Cảnh sát bị Trung Quốc đuổi theo khi chúng tôi đi ngang qua bãi cạn Azungin. Trên đường đến Bad Asa họ sẽ bao vây chúng tôi bằng tàu tuần diên của họ. Bãi cạn Azungin được biết đến với cái tên Thomas John, khu vực đối đầu ngày càng căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc. Năm nay, cảnh sát biển và các tàu cá dân quân của Trung Quốc bị cáo buộc tràn vào bãi cạn này và sử dụng các phương pháp ngày càng mạnh mẽ để quấy rối thủy thủ đoàn Philippines. Tàu tuần di Trung Quốc đi vào vụ đặc quyền kinh tế của Philippines không phải là điều mới mẻ đối với người dân Lesser Cabebroy. Người đàn ông 47 tuổi gắn bó với Biển Đông trong hai thập kỷ qua, nói Đôi khi họ cố tình đâm vào tàu chúng tôi. Ông Ken Hupunda, quan chức ngành du lịch Philippines, nói Chúng tôi thật sự cần cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng trong việc làm rõ luật pháp quốc tế. Ông Ken đã cố gắng phát triển du lịch ở khu vực xung đột tiềm ẩn này. Ông tổ chức chuyến đi kéo dài một tuần quanh các rạn sen hô do Philippines kiểm soát, bất chấp cảnh giác của tàu Trung Quốc. Du lịch thật sự là một cách để xây dựng quan hệ. Chúng tôi ở đó không để áp đặt bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ khai thác tài nguyên ở đó. Cuộc tập trận Alon à không phải là sự đảm bảo rằng Úc hay Mỹ sẽ làm điều gì đó để giúp Philippines ngăn chặn Trung Quốc, nhưng đó là việc Manila phải làm trong nỗ lực giữ vững chủ quyền trước người hàng xóm ngày càng hung hăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay hội đàm tại Sochi thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như sáng kiến ngũ cốc biển đen. Cuộc họp diễn ra tại khu nghỉ Mát Sochi phía nam nước Nga, ông Erdogan bày tỏ đây là cơ hội thuyết phục nhà lãnh đạo Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tháp tùng ông Erdogan cho biết, Chúng tôi tin việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc sẽ giúp đem lại ổn định cho khu vực. Nga trước đó đã yêu cầu không gây trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, và Liên Quốc đã chuẩn bị một gói đề xuất mới cho Nga. Về xung đột ở Ukraine, ông Erdogan một lần nữa đề nghị làm trung gian hòa giải, nhấn mạnh hậu quả của cuộc chiến đã tăng theo cấp số nhân. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và việc tăng cường hợp tác phát triển cùng có lợi. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Nishimura Yasutoshi hôm qua có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Asbat để thảo luận về thương mại và đầu tư trong khu vực. Israel được biết đến là thung lũng Silicon của Trung Đông, là nơi nhiều công ty Nhật Bản đang mở rộng kinh doanh. Phát biểu với ông Herzog tại Jerusalem, ông Nishimura cho biết, Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận quan hệ đối tác kinh tế với Israel, đồng thời tăng cường trao đổi giữa các công ty, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới. Ông Herzog cho biết sẽ sớm thăm Nhật Bản, với hy vọng chuyến đi là cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ ngoại giao và thương mại song phương, Cùng ngày, Bộ trưởng Nishimura đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah ở bờ Tây, cam kết các công ty Nhật Bản sẽ hoạt động lâu dài ở Palestine và thúc đẩy trao đổi doanh nghiệp giữa hai bên. Thưa quý vị, Hội nghị thượng định về khí hậu đầu tiên của châu Phi đã khai mạc hôm nay tại thủ đô Kenya nhằm tạo lập quan điểm chung trước các hội nghị toàn cầu sắp tới và thảo luận về cách tài trợ cho các ưu tiên môi trường của lục địa này. Các nhà tổ chức cho biết họ dự đoán nhiều thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày này. Trong thời gian này, họ sẽ giới thiệu châu Phi như một điểm đến cho đầu tư về khí hậu chứ không phải là nạn nhân của lũ lụt, hạn hán và nạn đói. Hôm nay, các bộ trưởng môi trường, giám đốc điều hành doanh nghiệp và các nhà vận động khí hậu thảo luận về cách mở rộng quy mô tài chính khí hậu và thị trường carbon, đầu tư để thích ứng với nhiệt độ tăng và chuyển đổi hệ thống thực phẩm. Hơn 20 tổng thống và người đứng đầu chính phủ dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày mai Cơ quan khí tượng Đài Loan Trung Quốc cho biết bão hai cui đã đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Cao Hùng phía tây nam Đài Loan vào trạng sáng nay. Giới chức cho biết hơn 7.000 người dân đã được sơ tán, chủ yếu ở phía nam và phía đông. Nhiều tuyến đường ở Cao Hùng bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi nhiều cây lớn bị bật gốc. Trước đó chiều qua, bão hai cui đã quét qua Đài Loan, kèm mưa lớn và gió mạnh, khiến hàng ngàn hộ gia đình bị mất điện. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào hòn đảo này trong 4 năm qua. Theo cơ quan cứu hộ Đài Loan, hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng trong cơn bão này. Song đã có 5 người bị thương. Thưa quý vị, ngày càng nhiều người bị sống một mình. Đây là xu hướng mà nhiều chuyên gia cho rằng có thể gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của người già. Vì điều này, các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp ở Bỉ bắt đầu tìm những cách sáng tạo để xem lại cách chăm sóc người cao tuổi. Người cao tuổi thường cô đơn, buồn bã, thường xem viện dưỡng lão như nơi cười gắm cuối đời. Ông Daniel Mitevoy, 76 tuổi, đã sống một mình nhiều năm qua, đã qua hai viện dưỡng lão. Nay, ông Mitevoy và những người như ông đã có một tia hy vọng. Ông Mitevoy đã chuyển đến Le Briot, không gian sống chung dành cho người trên 65 tuổi ở Bruxelles. Khái niệm sống xã hội tương đối mới, được một nhà bất động sản địa phương phát triển khi ông tìm chỗ ở phù hợp cho cha mình. Khu nhà dưỡng lão này đã được cải tạo lại để có 40 căn hộ với không gian chung lớn cho các cư dân chia sẻ với nhau. Ông Mr. Voi tư cười nói Tôi rất hạnh phúc và tôi đã không còn khóc nữa Lúc này mọi người cùng nhau làm món salad trứng cho bữa trưa chung Họ chơi bóng bàn và khiêu vũ Họ cũng đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của một cư dân Bà Annie với bánh ngọt, cà phê và một ván bài Bà Annie cho biết Ngay khi biết tới tòa nhà Bà đã không ngừng ngại chuyện đến Bà nói Tôi có nhiều lựa chọn Nhưng đây thực sự là những gì tôi hằng mơ ước theo cuộc kế hoạch Bỉ, khoảng 36% người dân nước này sống một mình, chiếm tỷ lệ lớn nhất là nhóm trên 65 tuổi. Đến năm 2070, một nửa dân số sẽ sống trong các hộ gia đình đơn thân. Nhà tâm lý học Sarah Rosen lo ngại. Về mặt tâm lý, sự cô đơn có thể dẫn đến sự đau khổ, trầm cảm, về thể chất. Chúng tôi nhận thấy thói quen ngủ không tốt, các vấn đề về tim mạch và nguy cơ tử vong tăng cao ở những người lớn tuổi sống một mình. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng việc sống một mình và cô đơn ở người lớn tuổi có thể làm gia tăng nguy cơ chứng mất trí nhớ, rối loạn giấc ngủ và mất khả năng điều tiết cảm xúc. Ông Thomas Dillen, người thành lập Le Priot, hy vọng rằng sự thành công của dự án sẽ truyền cảm hứng để nhân rộng nó. Chúng tôi đang cố gắng nhân rộng Le Briot và cùng cho chính quyền thấy mô hình này có thể cung cấp chỗ ở cho người dân với giá phải chăng. Chúng tôi có danh sách chờ. Thật không may, chúng tôi không thể chứa tất cả mọi người vì tòa nhà chỉ có 40 phòng.